thành phần ban giám khảo, nhạc sĩ Viễn Phương. Căn bản của một người muốn tiến xa trên lĩnh vực này, Hoàn Hồ. Nữ ca sĩ Kim Phương. Bài dự thi quá sức an toàn. Nhạc sĩ Hoàng Tâm. Nếu hôm nay mà tối thiểu hai dancer với cậu nó điểm còn cao nữa. Chỉ có trên ABTV 55.4. Thân ơn một lần nữa xin cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của Apple TV 55.4 với chương trình Giọng Ca Vàng Houston 2016. Và bây giờ là vòng sơ kết phần 2. Và ngày hôm nay với vòng sơ kết thì chúng ta sẽ được nghe tất cả những thí sinh thể hiện ca khúc của mình với nhạc đệm của nhạc sĩ Phan Thanh. Và đứng ở bên Thanh Thanh là kính thưa quý vị, nếu quý vị không xa lạ, đây là một gương mặt rất là thư sinh của vòng sơ kết 1 rồi. Thì ngày hôm nay cũng với một bộ đồ vest khác là lẫm hơn. Không biết ngày hôm nay anh sẽ gửi đến nhạc phẩm gì? Hôm nay em sẽ gửi đến quý vị nhạc phẩm Tình Cha của Ngọc Sơn. Wow, một trong những sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Sơn, nhạc phẩm Tình Cha mà quý vị đã rất là yêu thích. Và hình như là cũng ngay vào dịp lễ Vu Lan này thì Thanh Thanh nghĩ là đây là một nhạc phẩm thì chắc có lẽ ý đồ của anh đúng không ạ? Thanh Thanh đọc được rồi. Và kính thưa quý vị là ngày hôm nay thì ở nơi đây Thanh Thanh xin được thay mặt cho tất cả các bạn thí sinh của Tấn Vinh ha, sẽ thật nhiều may mắn và chúc Tấn Vinh đi ra với một cái thẻ xanh để bước vào vòng kế tiếp nữa. Cảm ơn chị. Em Nguyễn Tấn Vinh số báo danh 16 xin gửi lời chào đến ban giám khảo. Hôm nay em sẽ gửi đến quý vị nhạc phẩm Tình Cha của Ngọc Sơn. Tình cha mát như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha ơi cha già dấu yêu. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Dạ vâng, mời Tấn Vinh lùi xuống một chút xíu được không? Dạ vâng. Và Hoàng Anh xin mời nhạc sĩ Hoàng Cầm có ý kiến với lại Tấn Vinh ạ. Tôi nhận xét là bài này đó, như nãy tôi nói, tác giả viết theo cái lối câu của Thông Dụng, tức là hai trường canh thì mà Tấn Vinh mà kéo được thay gì đó, hai trường canh mà bạn hát luôn một hơi và cuối cùng cái nốt tròn đó bà chấm dứt là như vậy, là có giọng, cái trường độ khá. Cái âm sắc thì có âm sắc riêng đó, đại khái thì tôi thấy có hy vọng lắm. Tôi nghĩ có hy vọng. Cảm ơn nhạc sẽ trở thành trong tương lai cả, để nhường lại cả mấy vị giám khảo. Em mời ca sĩ Kim Phượng ạ. Ngày hôm qua thì Vinh gọi điện thoại cho chị Vinh nói là bệnh, có thể đổi được không, nhưng mà hôm nay chị thấy giọng ca cũng vẫn còn tốt, vẫn còn phong độ, nhịp nhàng ngân nga đầy đủ. Chị thấy ok. Hoàng Hà xin mời nhạc sĩ Viễn Phương. Hello Tấn Vinh. Tấn Vinh, so với lần trước bạn tiến nhiều lắm, và những cái gì chúng tôi đóng góp cái lần trước thì lần này bạn thay đổi hết. Cái đó là cái điều đáng ca ngợi. Thứ nhất, cái giọng thì không nói nữa, hôm trước đã nói rồi, giọng ấm mạnh cao tốt lắm. Hôm trước thiếu Ngân, bữa này Ngân tốt lắm, Ngân còn dư nữa là khác. Ok. Kỳ trước kỹ thuật hát còn có lẽ là cái hôm trước không được bình tĩnh lắm, không được tự chủ lắm, cho nên rằng về kỹ thuật quên đi, hôm nay thì đã được nhớ đến. Về phát âm giọng miền, lần trước sai rất là nhiều, hôm nay đỡ hơn. Vẫn còn nhưng ít lắm. Về nhịp nhàng, lần trước không có đàn nhưng mà hát không có đi theo nhịp, nghe qua giờ nó không dựa về nhịp nhàng, có lẽ cũng do mất bình tĩnh mà ra. Ngày hôm nay chỉ có một cái tôi xin đóng góp để mà nếu đi tiếp những vòng tới cần phải cố gắng, cái rung của bạn nghe nó không được êm,
cái rung nó chậm, nó rất là chậm, cái kiểu mà của ông Duy Khánh, ông Duy Khánh không có cái style của ông ấy. Nhưng mà đây đó, nếu mà bạn không thay đổi được cái rung như thế này, mà bạn cứ rung như thế này, thì nhỏ nó đi, cho nó bớt. Và nhiều khi không cần thiết. Có những người họ hát từ đầu tới đuôi, cho bây giờ các ca sĩ bây giờ, nhạc trẻ bây giờ đó, họ không rung, vẫn hay như thường. Miễn là sẽ kéo dài mà êm mà, mượt mà là đủ. Đó là ý kiến của tôi. Cảm ơn. Hoàng Anh xin mời ba vị giám khảo cho số điểm chiều nay cho Tấn Vinh ạ. Viên Phương, 6 điểm. Chị Kim Phương, 7 điểm. Trước khi tôi cho điểm thì tôi đồng ý với anh Viên Phương là cái vấn đề cái ngân đó. Duy Khánh có một cái ngân đặc biệt mà hình như qua bên này Duy Khánh mới đổi cái lối ngân đó. Ngày xưa Duy Khánh không ngân kiểu đó. Nghe bây giờ Duy Khánh đã qua rồi, thấy nghe khó chịu lắm á, ngân. Tại vì mà một cái ngân một cái trường canh luôn như vậy mà kéo vậy thì nghe người ta nghe mệt lắm. Đâu cần phải ngân nhiều, nghĩa là mình kéo cũng được mà mình trong ngân nhẹ thôi, cho nó đủ một trong cái trường canh đó là đủ rồi theo tác giả người ta viết. Tại vì cái này người ta không có viết ngắt mà người ta viết một nó tròn. Theo tôi hiểu nó như vậy đó, thành ra ngân như vậy là đủ. Coi như là đại khái là cái kiểu mà ngân rung ngày xưa là bây giờ cái, nó cái lối mà ngân như vậy thì giờ mình trẻ mà không cần ngân rung. Không cần phải ngân nhiều, nghĩa là phát âm cái tiếng nó ra là mình ôm có cái tiếng thì mình cũng ngân tốt nhẹ. Nhưng mà ngân phải hay và rung phải hay. Nhiều không cái nét đặc biệt mà mình nhớ như hồi trước Việt Nam Duy Khánh đâu có ngân kiểu đó. Nghe những cái gì hôm qua tự nhiên ông đổi cái đó mà. Giám khảo muốn nhắn nhủ Tấn Vinh nếu bỏ mà rung ngân đó đi thì rung cho đẹp. Chứ đừng rung nấc cục như vậy thì sẽ không rung thì ngân rung được, nhưng mà đừng có rung cái biểu mà mình bị dầm mưa mà rung thì không được. Dầm mưa mà rung mà, dạ vâng. À, ok, xin mời, dầm mưa là không có được. Xin mời điểm, số điểm. Xin mời số điểm của ca sĩ Kim Phượng và nhạc sĩ Hoàng Cầm ạ. 7 điểm. 7 điểm, xin chúc mừng anh, dạ vâng. Chỉ có trên ABTV 55.4.